nghi phạm chối tội, khai báo quanh co tại tòa mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Trần Văn Tỉnh, 51 tuổi, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, về hành vi giết người, cướp tài sản và hủy hoại tài sản. Nạn nhân trong vụ án là ông Trần Văn Trường, 54 tuổi, em họ thủ phạm, trú thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27 tháng 1 năm 2017, tức đêm 30 Tết Bính Thân, sau khi ăn cơm tất niên tại gia đình ông Nguyễn Văn Thống, ở thôn Kim Thượng. Khi đến gần khu vực lán trại của ông Trần Văn Trường, Tỉnh nhìn thấy có bóng đèn điện chiếu sáng. Trần Văn Tỉnh đi xe đạp về nhà. Do có mâu thuẫn từ trước và sẵn hơi men trong người, ông ta để xe đạp ở cánh đồng cách lán khoảng 50m rồi đi bộ vào lán với mục đích giết chết ông Trường để trả thù. Đến nơi, Tỉnh nhìn vào trong thấy ông Trường nằm ngửa trong màn tuyên, trên người có đắp vỏ chăn màu trắng từ chân lên đến cổ. Tỉnh liền lấy chiếc cuốc có cán bằng tre dài 105cm, lưới bằng kim loại bổ 4 nhát vào đầu, mặt nạn nhân. Tiếp đến, Tỉnh nhặt gỗ và gạch ném vào mặt ông Trường. Không dừng ở đó, gã còn nhặt một đoạn tre chọc vào vùng cổ và mặt nạn nhân. Sau khi xác định ông Trường đã chết, gã lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi ra ngoài châm lửa đốt lán trại. Cáo trạng xác định, nạn nhân chết do chấn thương sọ não, vỡ xương sọ, dập và chảy máu não. Tài sản bị thiệt hại do cháy gây ra là hơn 2 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ Tỉnh có mặt trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án. Cùng với các tài liệu khác, đến ngày 31 tháng 1 năm 2017, Tỉnh bị Công an Hà Nội bắt giữ. Tại phiên tòa, nam bị cáo 51 tuổi khai nhận quanh co và cho rằng, bản thân không có ý định giết người mà chỉ dùng gậy đâm vào mặt cho nạn nhân tỉnh dậy. Khi hội đồng xét xử hỏi tại sao khi đến lán ông Trường bị cáo lại có hành động cầm cuốc bổ vào đầu nạn nhân, ông Tỉnh im lặng. Tỉnh cũng khẳng định, ông hành động một mình chứ không có ai tham gia cùng. Những tình tiết chưa làm sáng tỏ tại phiên sơ thẩm, ông Trần Văn Phụng, người đại diện cho gia đình bị hại Trường, cho biết. Có rất nhiều tình tiết trong vụ án khiến ông thắc mắc vẫn chưa được cơ quan điều tra làm sáng tỏ. Thời điểm xảy ra án mạng có người nhìn thấy hai chiếc xe máy đỗ gần lán trại, camera an ninh của một hộ dân cũng ghi lại được hình ảnh hai chiếc xe. Ngoài ra, khi công an khám nhà một người tình nghi khác, họ có thu được chiếc áo dính máu. Từ đó, ông nghi ngờ còn có đồng phạm liên quan. Ông Phụng nói tại tòa rằng sau khi xảy ra án mạng, ông có ra hiện trường thấy thi thể nạn nhân nằm y bên trong lán đang cháy. Tuy nhiên, hôm thực nghiệm hiện trường, ông cũng có mặt chứng kiến sự việc. Chiếc áo này không có trong hồ sơ vụ án. Thi thể nạn nhân bị tẩm xăng dầu đốt cháy để phi tang, nhưng trong kết luận điều tra lại không có yếu tố này. Nếu cần thiết, gia đình tôi đồng ý cho phía cơ quan chức năng khai quật tử thi khám nghiệm, ông Phụng bức xúc. Ông mong tòa cho điều tra lại, bản thân ông khẳng định trong vụ án này chắc chắn còn có người liên quan. Sau phần tranh luận gay gắt của đại diện gia đình bị hại, hội đồng xét xử hội ý và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Lời thách thức. Gần một năm sau sự việc, vào một ngày đầu tháng 12 năm 2017, bà Nguyễn Thị Tuyết, 53 tuổi, vợ nạn nhân Trần Văn Trường, ra trang trại cũ nơi từng xảy ra vụ án thấy hàng chục cây ăn quả của gia đình bị kẻ xấu chặt hạ. Thời điểm đó, gia đình ghi nhận có tất cả 22 cây bưởi, 11 cây mít bị kẻ xấu chặt tận gốc. Bà Tuyết sau đó trình báo vụ việc lên chính quyền sở tại. Tuy nhiên, cho đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Hai loại cây này đều sắp cho thu hoạch quả, nhưng bị kẻ xấu chặt hạ làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế gia đình. Hơn nữa, việc làm này của kẻ gian khiến bà và các con vô cùng hoang mang, sống trong cảm giác lo sợ. Ông Trần Văn Phụng nói rằng, giữa nạn nhân Trường và thủ phạm Trần Văn Tỉnh có mối quan hệ họ hàng, con chú, con bác. Chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ mà ông Tỉnh nỡ lòng nào tước đoạt mạng sống của người em. Trước khi xảy ra án mạng, bản thân ông Trường còn mâu thuẫn với một vài người khác trong thôn. Cái chết của em tôi còn nhiều ẩn khúc, gia đình chưa hết nguôi ngoai thì nay lại có kẻ vào chặt cây phá hoại tài sản, ông Phụng nói.